I see you looking at my PIC. Cookie, thank you, chocolate, thank you, wobble, he don't charge. Zoom in, zoom out. Đâu đây đây. Hello các bạn, chào mừng mọi người đến với kênh Nguyễn Hải. Thì bữa nay là một ngày trời vừa mưa tạnh luôn nha mọi người. Mấy anh em mình chuẩn bị đi uống cà phê. Rồi sao nữa? Rồi đó. Rồi đang tắt nhạc rồi đó. Rồi sao chưa ngủ theo? Có bao nhiêu đứa vậy? Đó, điện cho béo rồi à. Điện chưa? Sao cho rồi. Điện cho béo rồi, giống kìa Nguyễn Hải kìa, anh Hải làm giống rồi. Thằng nào dạng dạng chân đi võng kêu ngủ rồi. Rồi. À, anh em chứ làm có ai dạng chân vô võng kêu Nguyễn Hải sao đâu anh em. Chân dạng kìa. Chân dạng chân vô võng kêu không đâu. Trời ơi, trong nhà người ta hỏi trong đâu. Mở cửa nhớ gõ cửa đàng hoàng nha. Trời đứng không vô coi này nè, gạt gạt tao cuối thì mất đầu. Gạt tao thử đi. Rồi dạng đi đâu? Ai nó bị mặt trời đè đó, giờ này mở ngủ rồi mặt trời đè đó. Cho nó cái mặt trời thông minh vô mặt cái này. Em cái miệng mày là cái miệng bự nhất của mình. Rồi uống cà phê rồi nằm vậy tính sao? Uống cà phê ở nhà đi. Uống cà phê. Tắm rồi mày vẫn ngủ thôi. Đi uống cà phê nè, cục vàng. Đây cục kẻ cho cục vàng. Gì vậy? Cái này đâm, đâm nó. Các bạn ăn cái bánh bánh bía sóc trăng nè. Sóc trăng. Bánh bía sóc trăng nổi cái rồi. Rồi cắn luôn, cắn ăn mình ăn luôn đi ông nội chứ. Hơn tôi là vợ ông nữa. Đâu vậy? Có phải nè. Tập trung hết rồi nè. Trời. Rồi rửa mặt đây, cắn răng gì đi ông nội ơi. Thôi thôi. Rồi tôi béo đâu, điện kênh tôi béo ra đi. Đi rồi đó. Nội đó, khỏe đó. Còn đang ra. Còn đang văng ra. Nội á. Nội á. Dạ. Nội á. Dạ. Dơ luôn á. Cà chắc đó. Cà chắc con dơ luôn á. Còn nóng rồi bớt. Tại giọng nguyên. Tại giọng nguyên thương mắt luôn. Đi quên. Đi quên. Sợ ma dữ. Trời ơi, sợ ma dữ. Sợ ma dữ. Ra lên. Đem theo luôn. Đem theo luôn. Đem bánh rồi ăn. Em mà nóng lên là em nổi bụng. Trời ơi, còn hơn chốt đơn hàng nhiều lắm gì lợi trễ. Kiếm lên cái lợi trễ. Điện theo bạn luôn. Thôi, đợi ơn. Đi. Đi. Có trà có ảnh pha uống luôn. Đem theo luôn đi, đem theo luôn. Mình lấy này không thôi mình ra quán. Qua bển ngồi mượn cái quán ngồi thôi có xì tê uống nè. Đi hát chờ hát chờ đã. Đem theo luôn. Đem theo luôn. Đi luôn. Đem theo luôn. Được rồi. Dân này sợ dân nào mà nói cho không thèm. Bếp ba mạnh nè ba. Chào cho mày chào các bạn chưa? Chào các bạn. Chào chào cái ông mà mới. Chào ông nha. Chào ông đừng có gặt. Tôi đem quà đây hả vợ ơi. Vậy. Tôi hỏi vợ này. Để hỏi vợ cho anh Minh này nè. Ủa, tự nhiên hỏi vợ tôi. Tôi hỏi vợ rồi, hỏi chi nữa? Hỏi mấy thêm, con lận. Hỏi thêm nữa. Hỏi tới mấy con nữa. Hỏi thêm nữa. Ông phải vậy. Thôi mà. Ủa. Thôi. Nãy giờ mới ra con. Không giờ mới giả kìa. Tôi giả tôi. Bà đứng đầu có trả. Thôi nãy. Thôi mà. Rồi bà trả cho, bà trả cho. Sẵn không? Sẵn không? Quánh mạnh vô, quánh mạnh vô. Uống hơi đi, uống hơi đi. Uống hơi đi. Đây nè, mày nè, mày nè. Mày nè, mày cứ hước qua đi. Đúng không? Đưa ly đòn. Đưa ly đòn. Nè, mày không có chạy xe đèn mày chở bao á. Biết tao biết. Kìa. Béo chở không thải. Thôi, mày béo đâu. Không đi béo hả? À? Giật bánh đầu cái lo sức sức cái nóng hẻm kia cà hước. Dám vô. Đi chảnh đi. Béo đi xong. Đủ xe chưa? Đủ rồi đó anh. Nghĩa, chở chở người ta béo đi. Đó là ok đi. Đừng quá hai người đi chung nha. Để coi. Để coi hai mày thấy đường không? Rồi đi vô đi. Đây. Hai tôi đi mình ăn. Trời ơi. Bỏ ra kìa, kìa. Là chờ gà tao ơi. Là chờ mấy ba cái mấy ba. Rồi Cam Dơ chạy vô đi Cam Dơ. Oh.
thôi. Ai ăn thứ gì ăn? Ăn đây đâu? Ở đâu? Rồi tắp vô anh em ơi. Cho anh xíu. Ok, đây nè. Thôi đây đi. Vô. Dạ. Đây, đưa cho bà chị đi. Đưa bà chị đi tí. Để đưa bà chị. Chạy. Mấy em có quà tặng chị. Vô đi. Không mà nói thiệt. Nhận đi mà. Chị em mình không mà. Chị nó lừa đảo người ta đó, nó giật thùi người ta đó. Thiệt. Bây giờ cho mấy em gỡ chị á, gỡ. Gỡ vậy á. Ê, lừa đảo. Trời ơi, chứ ngồi chứ ngồi cái gì? Thôi tao ngồi xa không ra đi. Tại kéo ghế sẵn chỗ ngồi kìa. Ngồi vô giữ xe đi trời. Con 2, 4, 6, 8 đi tới mé. Đi lớn cho chú ơi. Ai ăn bánh mì nướng không? Có bánh mì nướng không? Mé vào đi ngon. Bỏ bán rồi kìa anh em. Có bánh mì nướng không? Có bánh mì nướng nè. Bắp xào. Cho cái muỗng đây. Một bánh mì nướng. Hai bánh mì nướng. Hai mì nướng. Hai mì nướng, hai bắp. Ba nướng. Một cuộn. Một bắp. Hai bắp. Hai bắp. Đi qua đây đi đầu lão đảo rồi. Cô đợi đi cho hỏi chở vậy quá. Đi hỏi chở vậy. Đi không? Đi vòng không? Đi không? Kêu ba bánh mì nướng chưa? Vậy là ba bánh mì nướng chưa? Bốn lần. Bốn mì nướng chưa? Chứ hai phần bánh tráng trộn. Chứ một hộp bắp xào. Hai gói xoài. Tôi nãy tôi kêu hai hộp. Còn hút. Ăn kêu đi. Ta kêu hai hộp rồi. Hai hộp rồi hả? Không kêu hai hộp là ông trừ đó. Trừ hai gói xoài luôn nha. Nghe nói ông anh có vợ đúng không? Em thêm. Có vợ là đi qua bên bển ngồi chung với đâu rồi? Có vợ rồi. Ra, người ta nói ta làm gì làm ta cũng nhớ cái này nè. Rồi mày đâu? Ở tao bái gì vậy? Ở tao bái cái điện thoại dân ở đây luôn các bạn. Ông nội ơi, nãy mới làm lợn mà ơi, nghe thấy. Để cho. Cái điện thoại bay chứ gì? Bay bay rồi, trời bay tới đây luôn. Cái gói nằm luôn. Chiếu nó thành này. Ghê cả. Nhớ không? Còn nhớ không? Trời là trời ơi kìa. Gì trời? Làm vậy? Anh cà hết. Anh đứng mở vô anh kéo hết lắm luôn. Mới bạn nha. Cái gì mà bữa nay ổng. Để mấy ông chưa có vợ con trước đi. Trời. Ba nấy là nè, ba nấy có vợ nè. Ừ. Có vợ chưa, có vợ trước đi để thôi. Quá ghê gớm. Rồi người ta ông muốn đi. Tao có vợ lấy vợ uống gì? Cơm lắm. Ông muốn cam rồi. Phải không? Ông có vợ lỡ dở. Bữa nay mới nghe câu có vợ lỡ dở. Mấy đã nè. Đi coi chút được không? Là anh em tao thương. Tao thương mày lắm luôn á. Tao thương ông nói lại luôn á. Anh nào nè, tao thương hai thằng nhau gọi là hai thằng đẹp chuyện. Tao thương. Wow! Ba mình á, thằng ơi, thằng lỡ vài bữa nó chắc nước còn nước đi chỉnh hành luôn quá. Ăn lên em, trộn lên ăn. Ăn đi anh em. Trộn rồi. Cái này có qua cho nè. What's your name nội ơi? What's your name là gì? What's your name mà? Ăn ngấm cái gì vậy? Trời nó kìa. Ăn ngấm khỉ hả? Nó gì cái mất thể. Đau bụng quá nghĩ không đi. Rồi lẩm đó là coi. Lẩm
chống hậu quốc đó rồi mình kênh lắm mời bạn nha, mời bạn nha, mời bạn nướng nha, nướng nha. Bánh mì nướng đúng rồi, ở đây đồ ăn giặt nhiều quá, đâu nó gặt kìa, ăn giảm kìa bà con ơi. Ở đây kém cái thêm vàng á, kém thêm gì á, có đâu kìa, đi cùng về về đảo đảo luôn. Nè, ta tưởng ăn chậm, tao bánh bể cái đầu rồi đi về khóc. Có món takoyaki kìa. Takoyaki kìa. Ăn còn chiên không? Ăn, quất luôn. Vậy đó ăn đi. Chiên tròn tròn bự bự á. Ăn mua đi. Để giúp mình ra món này mình kêu thêm nữa, hỏi ba có bán không? Đây đây, đây có mà mình kêu, mình kêu không có lỗi với ba đúng không? Mình phải kêu gì đây, muốn gì mình cảm ơn có, bạn có mình lại kêu. Ai bữa nay nhìn kỹ là anh cười đẹp trai mày. Đẹp không? Đẹp. Cái gì vậy? Ừ. Tự nhiên lại nghe lỗ tai. Ừ, cười một nhân dân ra như thằng quá hổng luôn á. Sao mà tin không? Thằng Miêu Quánh mà hổng bỏ nhà đi mấy ngày. Ơ ta. Một lời dứt khoát hai ngày xong khoát. Ai em kiếm sao? Rồi dẹp xuống cho rồi bạn ơi. Chưa trả gì chi, hả đủ đâm không? Không, không. Đặt hơi hoa miệng chút. Nó không hoa miệng mà có giờ đi hơi mệt. Có, thật khả đó. Để tôi lấy đồ quét coi. Cái này đang quét cái gì? Buông tay. Quét. Đó. Không có tính tiền chứ. Không có tính tiền chứ. Tính tiền nước rồi chú ơi. Chú ơi tính tiền nước chú ơi. Dạ tính tiền nước. Tính tiền nước không? Lấy bao nhiêu? Chú. Tiền nước 85 ngàn. Lấy con ớt không? Nội đó, nội đó. Chị ơi, làm cho em phòng cấp xào đi giờ chị. Lấy con ớt nha. Phòng cấp xào luôn, chưa một phòng luôn. Chưa cấp xào, thấy rồi. Trong đời này anh không thể để một ai thay thế em. Dù rằng ngày mai em không thể đúng chồi luôn. Đây là đúng chồi luôn. Ủa, này nữa rồi, trời ơi. Mà tôi nghe mùi định là tôi quanh ra nhẽ ai định cũng vậy tôi cũng quanh luôn. Thôi thôi sắc mắm nữa. Tối ghê trần. Mà ăn uống cũng không yên chứ. Thôi em đi về dưới đi để anh canh mình ăn xong anh về chung nó luôn. Ăn nên đợi ít tật nguyên sâu á phải còn quà kìa của anh kìa tí còn quà vậy không nhắn vô rồi bạn qua trời. Đi bộ, ai chở không? Đi bộ, không có xe đi bộ chứ, chở gì chở. Cho vậy luôn á. Đem nhà, đem nhà dùng. Lạnh quá à. Ở tầm bữa nay một bữa kìa bạn. Ê quên. Giọt về anh em. Đái quá. Mọi người đái không? Ừ, gái đi về trước đi trời ơi. Thôi, bây giờ là anh em tôi đái nha các bạn. Anh em tôi đái nè. Bây giờ em nội ơi, mất chết luôn. Mày tắt đèn, mày gọi cái đèn thì xong thấy được đái. Đái đi. Nội không đái mất chết quá. Bên. In
Ok mấy bạn nha. Thì mấy bạn đợi mình xíu nha, mình sẽ set up xong rồi bắt đầu quay cho các bạn xem nha. Các bạn đợi chút nha. Ok. Khỏi đem xe, đi bộ thôi luôn. Đi bộ thôi mà. Bộ rước vô. Ừ, ra ngoài rước được rồi. Bộ không đi xe. Chà. Chà. À tôi đau bụng quá. Đó. Rồi vậy xe ai nghe tiếng động. Anh em là có đèn led không? Bật led lên giùm. Nói sai mà không biết sửa sai á, không nhận sai. Là Tào Tháo. Sao không trời? Thánh thần không lại chờ. Chết rồi thôi. Hay nói đâu? Hay nữa. Thấy nó trốn phải không? Thấy xa xa thấy ảnh thì đi bộ lên. Mình nấp chưa đấy mà. Bây giờ mình sẽ núp mà quay cho bạn xem nha. Bạn đợi mình chút nha. Trốn đi nha, hai mẹ không có đi chung vô trong đó nè. Mình nấp ở đây nha. A few moments later. Có mẹ đây tao đi bộ về, còn có mẹ đây tao ngủ trong ngủ đại tại thắt cậu, tại thắt cậu đại lắm luôn. Quạt bốn đang im lặng lặng. Ôi trời ơi. Đạp chúng đâu. Là trời. Chết ông Dương thì đòn rồi. Đánh đi. Má thọt tay con đuôi mất luôn. Ai? Nói à, đạp lên thọt cho con mất. Hai ông chạy nó mất. Thấy đạp một cái hình một cái tưởng là tí chết queo luôn. Hai ông chạy rồi chết sống không rồi. Nãy ai đạp vậy? Hả? Nãy đạp á. Béo. Béo. Béo đem chú béo đi. Vô. Vô. Vô lại ra đạp luôn rồi. Ui. Mệt quá kết thúc rồi. Mệt quá. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Bye bye. Bye bye luôn. Bạn ơi, nhớ là dùm gai cơ các bạn. Từ giờ mất.